Em xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Ngọc Huy Audio. Thì trước mắt các bác đây là một cái bản mạch phân tầng mới. Thì bên em luôn tìm hiểu những cái bản mạch phân tầng cũng như là những cái sản phẩm chất lượng nhất để mang đến cho anh em, để anh em có một cái trải nghiệm chơi âm thanh tại nhà cực kỳ chất lượng cũng như là tốt nhất có thể. Thì ở đây trước mắt các bác là một cái bản mạch phân tầng. Thì cái bản mạch này các bác mà đang có một cái cấu hình tương tự như là một bát và hai chép nè, thì anh em nào đang sử dụng cái cấu hình loa một bát và hai chép thì có thể sử dụng được cái bản mạch phân tầng này, thì có thể hỗ trợ tốt cho bát 30 đấy. Thì ở đây trên mạch đều có những cái phụ kiện linh kiện từ nhà máy á, nên là về cái chất lượng những cái sản phẩm ở trên đây đều rất là tốt nè. Và đặc biệt của cái mạch phân tầng này, trên mạch có một cái nút công tắc decibel để cho các bác có thể chỉnh độ nhạy tùy theo mình mong muốn. Đây các bác có thể thấy đấy, độ nhạy cho các bác mà muốn độ nhạy cao hoặc là thấp, các bác có thể tùy chỉnh theo cái sở thích của mình đấy. Thì trên mạch sẽ bao gồm những cái linh kiện phụ kiện gì, thì ở đây như các bác thấy trên mạch nó sẽ có những cái đường để cho mình có thể dễ dàng sử dụng hơn tại nhà đấy. Khi mà các bác mua hành bộ về thì trên mạch phân tầng sẽ có những cái đạn dây, các bác về chỉ có việc đấu vào cái loa của mình thôi. Như là trên mạch sẽ có đường input, thì cái đường này sẽ là cái đường ra cái thùng loa, cọc loa, thùng loa của mình á, hoặc là các bác có thể cắm trực tiếp vào âm ly có thể sử dụng được. Thì ở đây nó sẽ có thêm cả đường bass nè, đây ký hiệu cộng và trừ 2 và 2 đường chép đấy, vẫn ký hiệu là cộng và trừ. Thì trên mặt sẽ có những cái linh kiện như là tận tới 3 cái cuộn đồng đỏ, nhìn rất là đẹp, rất là chất lượng. Những cái sản phẩm của nhà máy nguyên bản từ nhà máy về á, thì những trên mặt đó đều những cái phụ kiện linh kiện đó rất là tốt. Hai cái tụ sứ cũng như là hai cái tụ đấy, rất là chất lượng. Và ở đây có tụ dành cho loa chép, các bác có thể nhìn kỹ hơn về nhìn sơ về cái bộ mặt phân tầng này và ở mặt sau đấy. Và em sẽ đo luôn cả kích thước của cái bản mặt phân tầng này để cho các bác về có muốn đúc vào cái thùng loa xem có vừa hay không. Thì ở đây cái chiều dài của nó sẽ là hơn 13,5, tầm 14 cm, 14 cm là chiều dài, và chiều ngang sẽ là 10 cm. Đấy cũng khá là nhỏ gọn thôi. Đấy. Thì bác nào mà đang có cái cấu hình loa một bát và hai chép á, thì có thể tham khảo thêm cái mẫu này để về để nâng cấp lên cho mình những cái bản mạch phân tầng mới, cũng như là cái hoặc là những cái mạch phân tầng ở nhà mình nó nghe không hay, thì những cái bản mạch phân tầng này á, nó sẽ giúp cho loa của mình tách bạch đi từng dải nè, cũng như là tránh được những cái tần số, nó sẽ cho đúng cái đường mà nó mong muốn, là đường bass nó sẽ tránh được những cái tần số khác của những cái loa khác ảnh hưởng trong thùng á. Đấy. Thì một cái thùng loa thì cũng nên sử dụng những cái mạch phân tầng để cho tốt về loa này, cũng như là bảo vệ thêm cái loa của mình, tăng cái tuổi thọ cho loa của mình để sử dụng lâu dài hơn. Đấy. Thì ở đây em đang có bản mạch phân tầng này, thì một cái cặp mạch phân tầng sử dụng một bát và hai chép như thế này bên em đang có giá là 550.000 trên một bộ. Thì các bác nào quan tâm đến sản phẩm đó, cũng như là đang muốn nâng cấp cho mình một bản mạch phân tầng mới đó, có thể liên hệ với con số điện thoại là 0935980281. Đó cũng là số Zalo, hoặc là các bác có thể đến địa chỉ trực tiếp để xem rõ trực tiếp, cũng như là nếu mà có thể thì em sẽ test trực tiếp cho các bác có thể nghe luôn, là ở địa chỉ 134/26 đường Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7. Thì các bác có thể đến và sẽ tư vấn chi tiết hơn về những sản phẩm ở bên em. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em.